Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì kênh xin chia sẻ cùng cô chú mình một địa điểm bán cây kiện mới ở Mỹ Tú Sóc Trăng nha quý cô chú anh chị. Từ chợ Mỹ Tú chạy xuống khoảng 2 cây ha, qua cây cầu số 2 là mình sẽ thấy được cái địa điểm bán cây kiện của anh Vũ nha cô chú anh chị nha. Dạ hôm nay thì mình giao lưu có phôi mai vàng với lại một cây mai tàn nha quý cô chú anh chị. Chỗ của anh thì cũng có bông trang nữa nha cô chú ha. Dạ, ở đây thì mình có một số phôi mai vàng xíu nữa anh sẽ giao lưu cùng cô chú anh chị nha. Có bông trang nữa nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình xem clip thấy ưng ý cây nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Vũ giúp em nha. Em có để số điện thoại trên phần mô tả với phần tiêu đề ạ. Dạ em xin chào anh Vũ ơi. Rồi em chào Phương, chào kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Hôm nay em có nhờ kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang, nhà kinh Minh Nghiệp đăng dùm mấy phôi mai, mong chú anh chị ủng hộ con ha. Dạ. Địa chỉ là Mỹ Tú Sóc Trăng, số điện thoại là 0988004415, đó là số lưu nghe cô chú anh chị. Dạ. Rồi hôm nay giao lưu của chú anh chị là 7 gốc mai. Rồi mình vô cây số 1 luôn ha. Dạ. Phôi mai vàng. Phôi mai vàng đầu clip nha cô chú anh chị. Đầu clip. Mã số 1 cây này đế khá là đều. Một đế nó không có lực nhưng mà đế nó đều ha. Dạ. Cây này gió cây luôn. Gió cây, nó sẽ là chiều cao quá đi ha. Dạ. Rồi từ mặt bầu lên tới đỉnh là 70 cô chú anh chị. Dạ rồi. Mình tăng vị trí là 33 yếu tính 32 ha. Dạ. Gió đọt luôn. Gió đọt nó năng còn chín nè cô chú anh chị. Cây này già, cây nó già lắm rồi. Nó xù xì luôn nha cô chú anh chị. Này khỏi đo cũ đâu. Dạ, đo đường kính bầu. Kính bầu đi ha. Kính bầu là 57 cô chú anh chị. Dạ rồi. Đế khá là đều. Đế đều của đế của chú anh chị. Dạ, mã số 1 này mình giao lưu với. Số 1 giao lưu của chú anh chị là 2.500.000 ha. Có bao ship toàn quốc luôn ha. Dạ, 2.500.000. Rồi tiếp tục mã số 2 của chú anh chị. Dạ số 2 cây trực lắc nha cô chú anh chị. Cây này đế đẹp ha. Cây này đế nở mà đế đều luôn nha cô chú ha. Cây này lắc đẹp ạ. Có chi càng cản cô chú anh chị mình ghép mấy, mấy cây này không thấy mặt bông nha cô chú anh chị. Không thấy trên không không báo nha. Báo 5 cây cánh đi. Dạ. Rồi cao là 105. Cao 1m05. Quỳnh thăng vị trí là 29. Dạ. Tham khảo của cũ rồi. Cũ là 46 của chú anh chị. Dạ, cái này đế trải đều. À, đế đều, đế lực, cái này đế lực ạ. Mấy cái chi cành nãy lên nu nần hết trơn nha cô chú. Cây này nu hết. Dạ, cây lắm anh ha. Rồi, mã số 2. Rồi, số 2 đo được kính bầu cho giá luôn ha. Dạ. Kính bầu là 52 của chú anh chị. Ở cây mã số 2 giao lưu của chú anh chị là 3.600.000 ha. Bao ship luôn. Dạ 3.600.000 nha cô chú anh chị, một cây trực lắc, cây rất là già đây nha. Nó cho tôi bán 500.000 ha mà tôi không bán. Ta cho ổng cái tôi lại không mua 500.000, thằng bạn ổng cho ổng cái tôi mua 500.000. Dạ em đỡ coi luôn nha. Dạ tiếp theo là phôi mai vàng mã số 3 nha cô chú ha. Mệt. Dạ, cây này cũng là đế não luôn nha cô chú anh chị, nó lên da me hết trơn nha cô chú nha. Cao là 78 của chú anh chị. Dạ rồi. Cây này lên me hết ha cô chú anh chị. Đế đều mà đế đều, cây này cũ đẹp á. Rồi vô hoành thăng luôn ha. Cây đẹp mà người quay cũng đẹp, bán hết trơn cây luôn. Chia là 39 nè cô chú anh chị. Dạ. To hai vị trí đi ha. Đây là 33 yếu nha cô chú anh chị, tức 32. 32. À, cây này đế quái nha. Cây này tương lai cô chú anh chị, tương lai lên xù ha, chứ bây giờ không mình không có báo là cây xù ha. Mấy cái đất này nó xù xì nên rất là già. Cây già lắm mà chủ nhà nó cũng mấy chục năm hết rồi. Dạ, cây này dốt còn khoảng cũng để tôi tham khảo luôn ha. Rồi giót nó khoảng chín đi.
Dạ. Chín, giót chín đây. Cây đẹp, bonsai đẹp. Lên da me rất là nhiều nha. Ừ. Rồi, mã số 3 ha. Kính bầu 53 của chú anh chị. Dạ. Rồi, mã số 3 giao lưu của chú chị là 4.700.000 ha. Dạ, 4.700.000 nha cô chú. Bao ship hết, phôi lặng 3 ship tổng quát hết ha. Dạ, cô chú anh chị mình đăng ký phôi nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Vũ giúp em nha cô chú ha. Dạ. Khách mật luôn. Rồi em đã cây luôn nha. Rồi. Tiếp tục mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 là một cây dáng siêu. Dáng siêu ha. Có đi ngang thấy cỏ quen đủ cà phê dếu cà phê. Rồi, đế cộng đế là đế. Đế lực lắm mà, cây này đế lực mà nó quái á. Nguyên cái đùi. Nguyên cái đùi luôn ha. Cái cây này cũng tương lai của chú anh chị. Hàng đáng siêu tầm. Rồi, cây dáng siêu ở trên này. Dáng siêu. Rồi, em đo chiều cao luôn ha. Rồi, 1m4 của chú anh chị ơi. Dạ. Cao 1m4. To cành phóng đây. Phóng người 53. Dạ rồi. Đế lực nha. Đế lực, cây này đế bắp lực lắm. Rồi vị trí là 40 của chú anh chị. Dạ, 40. À. Nguyên một cái củ đặc luôn. Nguyên nha đặc. Chú anh chị ha. Anh đo cái củ rồi, xem rồi. Bao nhiêu ạ? À? Rồi, củ đặc chỉ là 80 của chú anh chị. Dạ, nguyên cái củ này 80. Vậy là 80 ha. Đó, chú anh chị xem nguyên kỹ giùm ha. Đế này dữ lắm, đế luôn, củ này quá trời củ. Dạ, một phôi mai vàng dáng siêu đế củ đặc nha cô chú anh chị. Cây cũng đẹp cây ha. Mã số 4. Rồi, số 4 giao lưu của chú anh chị là 7.300.000 ha. Dạ. Phôi là con bao ship được toàn quốc cho chú anh chị. Dạ, 7.300.000 nha cô chú anh chị. Rồi, em xin đổi cây luôn nha. Với khách mật luôn trời. Cô chú anh chị. Dạ, phôi mai vàng mã. Phôi mai vàng luôn. Mai vàng Sóc Trăng nha cô chú anh chị. Dạ. Dùng nước ngọt ha. Cây này là cây thiên nhiên không nha. Nguyên một củ luôn nha. Nguyên củ, nguyên cái mặt này quá trời đẹp luôn nè. Dạ. 5 rễ. Rồi cái thân thì nó nu nần xù xì nha quý cô chú anh chị. Cây này rất là già cây luôn nha. Rồi em xin chiều cao luôn nha. Rồi cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 79 nha cô chú anh chị. Dạ. Hình thăng là 34 nha. Dạ, hoành được 34. Nguyên một cái củ nở. Nguyên củ nở không? Củ gì là 83 của chú anh chị? Dạ. Đó, nguyên củ về 83 ha. Rồi, 83. Dạ rồi. Đây là từ kính bầu quá. Dạ. Kính bầu là 60 của chú anh chị. Bầu 60. Cây này cái chi cành nó xù xì. Chi cành ờ, cây này nó già cây lắm. Già lắm rồi. Vì cây mình trồng không bỏ phân không thuốc á. Dạ. Lớn thiên nhiên. Mã số 5 này mình rồi, số 5 giao lưu của chú anh chị là 4.700.000 ha. Dạ, 4.700.000 nha cô chú anh chị. Phôi mai vàng mã số 5. Ý của chú anh chị. Dạ. Này chẳng thị la lớn nha, không phải la la nhỏ mà nu à. Rồi cây này tai chi được rất là đầy đủ hết. Chú anh chị. Này là giờ là chín tai. Dạ. Nếu cô chú anh chị về mà không thích thích bảy tai thì mình tán đây cô chú anh chị. Đó, tán đây mình thấy là cây hơn nha. Dạ. Cho em xin chiều cao luôn nha. Rồi từ mặt bầu lên tới đỉnh là 125m25 của chú anh chị. Chiều cao 1m25 nha cô chú anh chị. Ngang là 90. Dạ. Cái nào quay cái này để mình gắp lại dao. Cái này 9 tay phải không anh? 9 tay, hiện tại giờ là 9 tay. Dạ. Chú anh chị mà không thích thì giữa mình cắt đây mình lấy 7 tay. Này kiển cổ anh. Cổ rồi này, cổ rồi này cũng cả 30 năm rồi đó. Dạ. Cái này đế không cô chú anh chị ơi?
là nó đặt sạch trong đó luôn đó. Đế là nó đặt nguyên đặt cái sạch bầu nguyên khối trong á. Nguyên khối trong á. Ngày bầu tới đâu đế tới đó luôn. Ừ, cái này là đế. Quanh thang gì là 50 của chú chị? Dạ, vị trí này 50. 50 ha. Tham khảo cái cũ luôn đi. Cũ là hết cái bầu luôn ha cô chú anh chị. Còn mét tư của chú anh chị ơi. Dạ. Cái này mình nuôi cho nó ra tuột là chơi chi tay đồng đều nha cô chú chị. Cái này về chỉnh sửa nó đẹp lắm. Dạ rồi, cây này mình giao lưu giá rồi. Mã số 6 ha. Cây này giá 7,5 triệu của chú anh chị ơi, mã số 6. Dạ. 7,5 triệu nha, mã số 6 nha cô chú. Cho em xin số điện thoại của anh Vũ nha. Số điện thoại là 0988004415 cô chú anh chị. Dạ. Số điện thoại thì em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề cho cô chú anh chị ha. Thôi. Dạ, mã số 7 là một cây mai tàng. Số 7 tàng tàng dù cô chú anh chị. Hôm mai vàng tàng dù một cốt chết mẹ rồi. Dạ, quên to nữa. Thấp thân cao nha cô chú anh chị nha. Phòng cái này cao 3 mét của chú anh chị ơi, ngang 2 mét cao hả? Con đo có chừng hao co của chú anh chị ha. Cái tàng rất là tròn luôn. Tàng rất tròn. Cái này về của chú anh chị bỏ quán cà phê là ngon lắm ạ. À, đẹp. À, cao 3 mét ngang 2 mét. Cao 3 mét ngang 2 mét là có chừng hao cho cô chú anh chị hết á. Cái này vàng xương khá là dày nha cô chú. Cái này xương dày lắm. Rồi, thóp thân rất là cao cô chú anh chị. Thóp thân đâu cả 1,5 mét à. Mít số 2 mét 4 của chú anh chị ơi. Tới dạ. Chi cành á. 1,5 mét luôn á. Cái này đế cũng đều lắm á. Cũ nở rồi cô chú anh chị. Dạ, sẵn ở trong quần thằng luôn ha. Dạ. Rồi 37 của chú anh chị, Quỳnh Thăng gì là 37 ha. Dạ rồi. Rồi xuống chút nữa coi. Xuống chút nữa là 44 của chú anh chị. Dạ. Cái này củ nở nha. Củ nở, cái này củ nở. Rồi một cây mai tàng tầm trung đế nở luôn nha cô chú anh chị, xương dày luôn ạ. Cây này mình giao lưu giá bao nhiêu vậy anh ha? Cây này giao lưu của chú anh chị là 7,5 triệu ha, bao ship là 200 cây thôi ha. Dạ. Cây tàn mình không có đi toàn quốc nổi. 7,5 triệu. Cây này xe tải của chú anh chị. Cây tàn dù thóp thân cao luôn với cô chú anh chị ha, mình nâng thóp thân là 1,5 mét của chú anh chị. Cây này về quán cà phê là ok luôn. Cái này về mình vô dây chằng ra nó là tàn lớn nha cô chú anh chị. Này về của chú anh chị kéo nhẹ xuống gì lại chọn ha. Dạ. Dạ rồi, mình còn cái nào nữa không anh? Hết rồi, mình qua đây quay nhiêu à? Dạ hết. Anh chào hết cho em nha. Rồi, chào cô chú anh chị xem kênh ha. Hôm nay con giao lưu mấy phô mai, mong cô chú anh chị ủng hộ cho con ha. Dạ. Con cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Dạ rồi. À, trước khi kết thúc thì em đi dạo một vòng cái vườn của anh Vũ. Cô chú mình xem ân ý cây nào liên hệ với số điện thoại của anh Vũ ha, cô chú anh chị ha. À, có mai thần chậu luôn nha với cô chú anh chị, với lại bông trang. Có mai, có trang, có. Dạ. Cô chú anh chị mình có thể đến trực tiếp để giao lưu hoặc là liên hệ với số điện thoại của anh Vũ. Em có để trên phần mô tả với phần tiêu đề nha với cô chú anh chị. À, em xin cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Em xin chào, hẹn cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo nha.